tại thị trấn Thạnh An thì có bến đò kênh D. Bến đò kênh D này thì có thể giúp bà con mình đưa đón về bên khu vực của Thạnh Thắng, khu vực của Vĩnh Thạnh nha cả nhà. Đây là thuộc dạng là ấp Phụng Thạnh, xã Thạnh Tiến, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Thì nó cách vài trăm mét đó là khuôn viên của chợ Thạnh An, hay còn gọi là chợ Kinh Đê nha cả nhà. Và hiện tại em đang có mặt trên trục đường quốc lộ 80 nè, khu vực của Thạnh An, Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ nha cả nhà. Phía trước cả nhà nhìn thấy là nếu mình đi chạy trên trục đường quốc lộ 80 này, chạy thẳng hoài mình sẽ về thị trấn Vĩnh Thạnh, và xa hơn nữa sẽ về cầu Vòng Cống nha. Chỗ này thì em sẽ lên cầu vượt phía trước đó, là cầu vượt phía trước để em qua bên địa phận bên kia. Địa phận bên kia bên kênh này là khu vực của Thạnh Thắng nha. Em sẽ ghi một vài hình ảnh, một vài con đường bên cảnh quê của Thạnh Thắng, của Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ cho các anh xem nha. Ở đây chính là cầu vượt nha các nhà. Giờ em sẽ đi lên cầu vượt nha cả nhà. Ở đây cô chú nhìn thấy nè, các bạn nè, xã Thạnh Lợi là 14 km nữa. Thì khi mà mình lên cầu vượt á, cái chỗ lên cầu vượt thì nó hơi xa nha. Lúc nãy nếu cả nhà mình muốn đi đường đò cũng được, thì chỗ bến đò kênh đê á mình có thể đi qua được Thạnh Thắng. Con đường xấu thiệt chứ cả nhà ơi, đang thi công sửa chữa lại nè. Mình nếu mà đi bằng xe máy hoặc mình đi bằng ô tô thì mình có thể đi bằng đường này, bắt buộc phải đường này rồi đó, đường này để mình qua được địa phận của Thạnh Thắng. Đang thi công. Hiện tại thì đang thi công sửa chữa lại gì nè. Thế là đang xe lưu làng rồi, xe ủi rất là nhiều luôn á. Đang cấp phối đá dầm nền đường lại. Mình cũng phải đi bằng đường bến đò Kinh Đê, nhưng mà cái đường Đê thì đường nó nhỏ, dành cho các phương tiện như là xe hai bánh thôi à. Quá trời đẹp luôn cả nhà ơi. Ở khu vực này xung quanh là ruộng không nha cả nhà. Hiện tại đang mùa nước nổi nè, cho nên là người ta không có trồng lúa nha. Đây có anh Hoàng đang cắt cỏ nha. Cảnh đẹp. Quá đẹp luôn. Tại vì đang mùa nước nổi cho nên là người ta không có trồng lúa. Cái đường cái đá nó chưa có dằn cụ kỹ. Tại thì đường cũng đang thi công, mới vừa cấp phối đá dăm được một bên nè, bên đây chưa cấp phối đá dăm. Wow, quá đẹp luôn, nguyên một cánh đồng ruộng luôn, hai bên bao quanh đồng ruộng không nha cả nhà. Đồng ruộng mà bị nước ngập á, nước nổi nước ngập trên cao là nên ta không có trồng lúa. Em chạy con đường này để lên cầu vượt cả nhà, cầu vượt rồi để mình qua bên khu vực địa phận của xã Thạnh Thắng của Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ nha. Đây là cũng là một trong những cái xã, những cái huyện ven với Kiên Giang nha cả nhà. Có vậy là không có đường nào để lên được cầu vượt hết. Chúng ta đang sửa chữa con đường này lại. Đoạn đường cho nên là hơi khó đi một xíu. Đường đang sửa chữa. Không luôn à. Bên dưới có những cái đọt rau muống nè, rau muống đồng mình, rau muống đỏ mình nè, mọc với cái ruộng này rất nhiều luôn nè. Đây có tai tượng nữa nè, rất nhiều chứ tai tượng dưới. Chuẩn bị mình lên cầu vượt nha cả nhà, để qua bên kia địa phận của Thạnh Thắng. Qua đường xấu quá, đang thi công.
phải chính là cặp theo cái con kênh này chính là quốc lộ 80 cả nhà. Bên dưới chính là dòng kênh chạy dọc theo cái đường trục đường quốc lộ 80 đó. Quá đẹp luôn. Hiện tại thì vòng mùa nước nổi ở khu vực của xã Bình Thạnh mình thấy là khu này người ta làm ruộng rất là nhiều luôn. Vòng mùa nước nổi cho nên là nhiều cái ruộng á người ta bỏ. Ta bỏ qua tại vì nước nó dâng cao nhiều quá, ta bỏ qua người ta không có xả lúa nha. Nhìn xa xa cô chú phải nhìn thấy được núi nha, núi núi sập á. Đường này hơi nhỏ. Trong có nhiều cánh đồng lúa vẫn còn đang mới vừa gặt lúa nha cả nhà. Bây giờ thì người ta phóng lúa đó là người ta sẽ gom những cái cọng gom đó, người ta sẽ có máy người ta tính là cuộn lại thành một cuộn nha cả nhà. Thì một cuộn đó theo em được biết đó, là người ta sẽ bán với giá từ 25.000 đến 35.000 á. Đâu bắt cái đồng hả? Em nghĩ chắc là người ta vừa bắt xong thôi, mình cứ chạy đi. Phải không? Dạ. Cái đồng hả? Đồng cái đoạn luôn. Đó là người ta bắt nhiều bà con đó. Bắt với ruộng rồi mùa nước nổi nè. Bắt cái đồng với ruộng sau đó người ta đem lên đây người ta bán. Thì dịch chạy đồng. Wow, dịch chạy đồng các nhà. Thì chạy lại đó thắng lại cho cả nhà con. Em sẽ đậu lại cho khu vực của dịch chạy đồng cho các nhà xem dịch chạy đồng xíu nha. Ờ đây nè, trắng trời luôn bên đây nè. Quá đẹp luôn. Gì có xe không ta? Không xe, không xe qua lậu. Wow, chạy đồng nha cả nhà, quá đẹp luôn. Cảnh tượng quê nè, nhìn nước nè, đẹp quá. Có khi nào nhìn mấy dịch chạy đồng thấy mấy chiến dịch dưới không ta? Thôi nhìn này hơi nhỏ rồi, nhìn hơi nhỏ. Nhìn hơi nhỏ. Mình lên chặn được xe nữa. Thôi mà. Ây, người ta trồng rau gì nè, bông tết gì nè. Ở trường hình như chắc là trồng bông tết đó. Vườn ươm cây giống qua kiển Ngọc Hương. Một cái con kênh dài đẹp quá ha. Chạy lại gần kia cho cả nhà coi cây kiển. Đây có mấy cái vườn cây nè. Vườn qua kiển đây nè. Ô, bông này là bông tết nha, cúc mâm xôi. Cúc mâm xôi trồng đón tết nữa cả nhà. Đây cúc mâm xôi. Coi đây có vườn luôn. Dặn họ không, trong cái dặn họ kìa, dặn họ chắc là sẽ trồng cho bán gầm tháng 10 sắp tới. Giờ thấy thì dặn họ nó búp búp nó trơn nha cả nhà. Ồ lúa lần lúa. Đầu mới có cơ hội đi đường này. Ồ xa xa cả nhà phải nhìn thấy được núi sập á đó. Đó núi sập đó, núi phải chứ không biết núi gì, hay là núi của Kiên Giang hay sao. Núi của An Giang. Tại Giang. Vì cái này á, mình ở Cần Thơ mình giáp ranh với thằng An Giang, rồi giáp ranh với thằng Kiên Giang nữa. Xã núi với Kiên Giang à? Nếu đi hướng này thẳng về quốc lộ 80 đi thẳng hướng này sẽ về Kiên Giang. Còn đi thẳng về phía trước theo con đường này thì sẽ về An Giang. Tại vì mình ở đây là Cần Thơ là thuộc Bình Thạnh, là một cái huyện Giang, một xã Giang của Cần Thơ rồi. Từ đây mình về núi sập thì khoảng cỡ 20 cây số hơn á, cho nên là núi rất là lớn, mình có thể quan sát thấy được núi luôn. Đây là những hình ảnh phải nói rất là mộc mạc chân chất, cảnh quê đồng quê luôn á. Đường này có mới hay cũ? Đường này hình như chắc là mới vừa thi công cái tầm đá dăm, là chưa có thảm nhựa, chưa có rưới nhựa gì luôn á, mới có đá dăm mà gãy đá dăm mà. Đường này người ta hay găm thấy cũng rộng rồi nha. Đường này cái cỡ cũng cỡ 6 mét. Nếu mà ta không đi vô đường này thì ta đi đường đò nữa không? Đúng rồi, chỉ có hai đường thôi. Chỉ có hai đường, một là đi bằng đường cầu vượt lúc nãy đó, hai là mình đi bằng đường đò kinh đê.
Rồi bên đây thì nếu mà đi xe lớn thì không có được rồi. Đi xe ô tô con thì hình như không thấy xe ô tô con luôn đó. Đò chỉ thấy là xe hai bánh thôi à. Cho nên là ô tô chắc lẽ là nên đi đường này rồi. Chỉ có hai đường, thấy có hai đường à. Cầu vượt. Nhà bà con đây bụi. Trong đây thì nhà cũng vắng nha các nhà. Trong đây thì nhà dân bà con mình cũng ít nè. Cũng xa xa mới có một cái nhà cặp theo gian lộ thôi. Còn ở bên trong là ruộng, phải đó là ruộng lúa là bao la luôn. Ruộng lúa mênh mông luôn. Đường này chắc lẽ là mới mở sau này, thấy còn mới dữ lắm. Còn mới có cán đá dăm mà chưa có rưới nhựa gì hết. Còn cánh đồng bát ngát luôn kìa. Cái này chắc là vụ lúa cho vụ lúa thu đông á. Vụ lúa thu đông gì nè. sắp tới mùa đông rồi. Vụ lúa thu đông cả nhà, em thấy là lúa giờ là đồng hết trơn rồi, chỗ đồng hết trơn rồi nè. Từ đồng với hơn đồng tại vì xa quá em nhìn thấy không rõ nha. Con đường này hơi khó chạy xíu nha. Dòng dữ luôn á. Giờ còn cũng cỡ 10 cây hơn á, 10 cây số lượng á. Bây giờ em sẽ tạm cắt clip tại đây nha. Khi nào đến Thạnh Thắng thì em sẽ chia sẻ những hình ảnh của những dòng kênh và những đồng lúa ruộng cho các nhà luôn xem tiếp đó nha. Đây có cây cầu này giống như là nhà vừa cầu mà vừa là cống luôn. Cống bơm nước vào hốc nước ra luôn. Nhiêu tiền cơ? Có cái bịch trong coi, con xin bịch để. Cái này là đường này nó chạy thẳng luôn, nó sập đường kinh em nó đang làm. À, chạy thẳng luôn, nó sập mới làm sau này hả cô? Đang làm vào trong đó. Cái này mình đi thẳng là về núi sập được luôn. Đúng rồi. Dạ. Về núi sập. Vậy là mới mở gần đây, đường này mới mở gần đây hả cô? Cái đường này nó có sẵn rồi. Có sẵn rồi. Từ xưa mà giờ người ta làm lại, xưa đường nó có 3,5 m, giờ nó làm 7 m. Dạ. Con cảm ơn cô luôn. Dạ. Bây giờ con đi đường này mà con muốn đi một, con đi tới ngã tư đó con lại phải quẹo xuống. Đây con xuống. Đi lên nhà xong đến kênh D. Dạ, kênh D. Đến kênh C. À. Rồi mới đến. Dạ. Ồ, khu vực này nó ngộ ha, bằng đường số không á. E này, D này, C. Bây giờ này. Đang là E ha. Đúng rồi. Ủa con kênh bự mà ngoài kia cặp theo quốc lộ 80 là gọi là con kênh hay con sông gì cô? Sông Cái Sắn. Sông Cái Sắn ha. Đúng rồi. À, dạ. Cái Sắn chỗ rồi ở đây thôi. Là nó chạy dài đến chợ Cái Sắn luôn. À, của An Giang. Đúng rồi, chợ về An Giang. Dạ. Nhưng mà đi xe ô tô phải đi đường này thôi. Đúng rồi. Hiện tại thì cô chú thấy đó thì cô nói chia sẻ là con đường này nè. Sắp tới là sẽ mở rộng đang và bây giờ đang mở rộng để mình đi thẳng về núi sập luôn nha các nhà. Núi sập của An Giang á. Dạ, thì cảm ơn cô nhiều luôn. Dạ. Dạ. Con đi đường này cũng được, con đi dạ. Đường này con lên tới cái ngã tư đấy rồi con chọn rồi con bỏ đây là kênh D nè. Dạ. Xong qua tới kênh C, dạ. Xong tới kênh đó là tới kênh dạ. B. Dạ. Rồi con cảm ơn cô. Con cảm ơn nhiều lắm. Cảm ơn cô nhiều nha. Dạ. Ở đây chẳng thấy khu nhiều thờ nhiều lắm rồi. Bắt đầu từ ngoài này là đã có nhiều thờ. Phát trời nắng rồi. Nắng tắt đèn luôn rồi. Thôi cứ chạy đi. Đi phượt bữa. Phía trước là đường về Thạnh Lợi nha cả nhà. Còn đây thì em sẽ quẹo trái để về Thạnh Thắng nha. Đây là đoàn dòng kinh E1 xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ, công viên xã ven, những xã ven của thành phố Cần Thơ nha cả nhà, giáp ranh với Kiên Giang và An Giang nè. Đây thì con đường mình đi lúc nãy mà cái cô kia giới thiệu nói á, đang sửa chữa nâng cấp mở rộng đường ra, sắp tới mình sẽ đi, người dân ở đây mình đi nó sập cái rất là gần luôn á. Rồi đường ở đây đi nhỏ rồi. Nhưng mà có nhà. Nhà cửa bà con thì cũng san sát cặp theo con đường này. Ô đây thì có trường tiểu học Thạnh An nè cả nhà. Ấp E1 xã Thạnh An. Đường đây nhỏ rồi. Ở khu vực này thì em thấy là bà con mình trồng lúa là chủ yếu nha, nông nghiệp chủ yếu là trồng lúa. Học sinh đi học về. Thấy trồng gừng không à? Không à.
khu này khu nghĩa địa. Bông hoa đứng. Khu thành phố buồn. Trong đây thì em thấy là bên thấy thành phố buồn không nói được. Đây đây cả nhà thấy nè, xã nông thôn mới nâng cao Thạnh Thắng nha. Em đến địa phận của Thạnh Thắng rồi nha cả nhà. Cảnh đường quê rất là đẹp luôn, nhờ có những cây dầu này chạy rất là mát luôn nè. Rồi khi mà chạy đến vị trí nào đẹp đẹp thì em sẽ chia sẻ tiếp những hình ảnh cảnh quê ở Thạnh Thắng cho cả nhà xem nha. Trên tuyến đường E1 này đi đến khuôn viên của xã Thạnh Thắng, tỉnh Thạnh thì em lên có một cái cầu, cầu này có trọng tải 13 tấn nha. Cầu này còn gì không biết nữa, mất tiêu cái bản tên luôn rồi, mà câm luôn rồi. Đây thì em thấy là hình như là nó xây sát lúa gạo gì nè. Đây cũng có nhiều dòng kênh trong đây lắm. Một cái cơ sở rất là lớn nè. Rồi đúng rồi, nghe tiếng máy nè. Cơ sở xây sát lúa gạo nha cả nhà, rất là lớn luôn ha. Thì một cánh đồng lúa rất là lớn luôn nè, hình như đang gặt lúa luôn vậy, bay cái mùi lúa nè, đang gặt lúa luôn. Các bà con mình đang để bao gom bao để mà chờ vô bao lúa vô bao nè. Đó, cảnh rất là đẹp luôn nha cả nhà. Bên dưới thì em thấy là có các cô chú mình đang bắt cá hay gì nè. Ốc chuột. Ồ, cảnh rất là quê luôn nè nha. Cảnh quê người xưa nè. Chờ game. Chờ game. Bánh mì. Cái món mà bánh mì mà bỏ kem vô ăn cũng ngon lắm. Với cái là bánh mì ly ha. Ý lộn, cây kem ly. Kem ống. Cái bánh kẹp. Wow, chim đậu quá trời luôn nè. Bên kia đó là phải nhìn thấy được cái xe bên kia lúa nữa. Đang phóng lúa kìa. Sao mà mặt nước thì khác nữa. Mặt trên lá rồi. Vậy cả nhà có nhìn thấy được bên trong kìa. Những chiếc xe đang phóng lúa, cắt lúa, phóng lúa luôn. Wow, bên đây có nhà tôi nè. Rất là gần luôn đó, rất đẹp luôn. Lúa vàng đẹp lắm. Và để đi đứng đây. Đây. Wow. Ôi nó vàng. Bây giờ là người ta phóng lúa bằng những cái máy mà cắt đập liên hợp không nha cả nhà. Nên rất là khỏe, rất là lẹ luôn á. Chiếc cắt luôn, đám ruộng rất là lửa lớn luôn cả nhà, nhìn xa xăm luôn, rất là xa luôn mới thấy được hàng cây á, kia là đang đốt gạ kìa, ngoài kia cả nhà thấy được đang đốt gạ luôn ngoài kia. Wow, những xe chở tàu lúa. Cái này bà con đi thu lúa.